năm 2022 thì lên màn Android sẽ trông như thế nào các bác? Ở đây, đây các bác có thể thấy chiếc xe CX-5 đã được bên em nâng cấp chiếc màn hình Delivery Android. Và cái điều đặc biệt với dòng xe Mazda này, đấy là khi mà các bác nâng cấp một cái màn hình Android như này thì nó sẽ giữ nguyên được cái hệ điều hành Zin của bác. Như các bác có thể thấy ở trên này nó vẫn là cái form giao diện của cái hình xe Mazda nguyên bản này. Đây, bên này các bác vào mình có thể giữ nguyên bản nha các bác nhé. Các bác muốn nghe đài radio thì vẫn đầy đủ chức năng. Đó. Ngoài ra thì các bác có thêm cái chức năng của bên hệ điều hành Android thì nó sẽ có đầy đủ, ví dụ như chiếc màn này được tích hợp cam 360 này thì nó sẽ ghi hình bốn xung quanh xe luôn nha các bác nhé. Đây, khi mà các bác muốn check này, mình có thể xem được trực tiếp luôn. Đấy, bao quát toàn cảnh bốn xung quanh xe, nếu mà các bác có di chuyển trên đường mà có xảy ra va chạm thì các bác có thể trích xuất được luôn. Rất là tiện. Cái này nó sẽ tiện hơn so với các bác sử dụng với cam hành trình ghi hình phía trước như thế này. Ngoài ra thì với màn Android thì các bác có thể tích hợp được cảm biến áp suất lốp lên màn Android như này luôn. Thì khi mà các bác tích hợp áp suất lốp lên thì mỗi lần các bác khởi động xe hoặc các bác di chuyển trên đường nó sẽ hiển thị cái áp suất lốp này lên để mình kiểm tra trước khi cái hành trình mình di chuyển xem cái lốp mình có bị non, có bị căng hay là có bị làm sao hay không. Thì ở trên này nó sẽ hiển thị hết cho các bác luôn. Rất là tiện. Và với màn Android thì các bác không thể thiếu được cái bản đồ cảnh báo tốc độ rồi đúng không ạ? Ở với cái màn này thì các bác sẽ được trang bị cái bản đồ Vietmap S2 để có cảnh báo tốc độ và hỗ trợ hành trình cho mình dẫn đường khi các bác di chuyển trên mọi cung đường. Ngoài ra thì các bác chỉ cần sử dụng cái phím ra lệnh giọng nói thôi. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S2. Rất là đơn giản đúng không các bác? Các bác chỉ cần ra lệnh giọng nói thì ngay lập tức cái màn hình nó sẽ tạo một cái lộ trình theo cái địa chỉ mà các bác yêu cầu. Và ở đây nó sẽ hiển thị cái tốc độ giới hạn trên cung đường di chuyển của mình này. Đây, cái này sẽ là tốc độ giới hạn này. Và khoảng 300 m nữa mình sẽ dây trái mà nó sẽ có biểu tượng báo trước cho các bác ở đây. Và cái mũi tên di chuyển theo cung đường của mình. Các bác nào mà đang sử dụng các dòng xe thì mà màn hình của mình chưa phải là màn Android hoặc là chưa có những cái tính năng dẫn đường hoặc là cảnh báo tốc độ thì các bác có thể qua Alcala Thái Nguyên để nâng cấp cái cho xe của mình lên màn Android các bác nhé.